Chào mừng các bạn đến với kênh Success Con Đường Thành Công. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích một chủ đề nóng hổi đang thu hút sự chú ý của cả thế giới. Trung Quốc đang đối mặt với loạt đòn trừng phạt kinh tế từ Mỹ và các nước phương Tây, dù bị áp thuế ồ ạt. Từ xe điện cho đến thép và nhôm, Trung Quốc lại không có những phản ứng mạnh mẽ như nhiều người dự đoán. Vậy tại sao Bắc Kinh lại chọn con đường thận trọng? Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước những thách thức gì? Và liệu điều này có mở ra cơ hội cho các quốc gia Đông Nam Á? Hãy cùng khám phá trong video này. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy để lại bình luận, tôi sẵn sàng, ngay dưới video này. Khi tôi thấy bình luận của bạn, tôi sẽ gửi cho bạn một trái tim. Trước khi đi vào nội dung chính của video, hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video này để ủng hộ kênh của tôi. Mỗi hành động nhỏ đó sẽ giúp chúng ta kết nối với nhau, giúp bạn tiếp cận thêm nhiều thông tin giá trị trong hành trình làm giàu của mình. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Phần 1. Một loạt các biện pháp thuế quan mới của Mỹ và phương Tây đối với Trung Quốc. Theo Channel News Asia, tình hình leo thang xung quanh các biện pháp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã trở nên căng thẳng trong suốt vài tháng qua. Trung Quốc đã đối mặt với sự bất đồng quan điểm với các quốc gia như Canada và EU. Những quốc gia này đã đi theo bước chân của Mỹ trong việc áp đặt thuế quan lên nhiều mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc, bao gồm xe điện, pin, tấm pin mặt trời, thép và nhôm. Căng thẳng giữa các bên không chỉ dừng lại ở những mặt hàng tiêu dùng đơn giản, mà còn tác động sâu rộng đến các ngành công nghiệp chiến lược và có giá trị lớn, ví dụ như ngành công nghiệp xe điện, EV, một lĩnh vực mà Trung Quốc đang dần chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. 1. Mỹ tăng cường áp thuế với Trung Quốc. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra quyết định áp thêm các biện pháp thuế quan nghiêm ngặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, tổng giá trị lên đến hàng tỷ USD. Cụ thể, Mỹ đã tăng thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, một động thái nhằm trực tiếp làm giảm sức cạnh tranh của xe điện sản xuất tại Trung Quốc trên thị trường Mỹ. Đồng thời, thuế 25% đối với pin xe điện cũng được áp dụng, nhắm vào ngành sản xuất pin mà Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới. Quyết định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27 tháng 9, làm gia tăng áp lực đối với các nhà sản xuất Trung Quốc và kéo theo những lo ngại về việc liệu Bắc Kinh có thể duy trì vị thế xuất khẩu lớn nhất thế giới trong lĩnh vực xe điện và các sản phẩm công nghệ cao hay không. 2. Canada tiếp bước Mỹ, tăng thuế lên 100% đối với xe điện Trung Quốc. Tiếp theo sau động thái của Mỹ, Canada cũng đã quyết định áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc với dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Quyết định này thể hiện rằng Canada cũng tham gia mạnh mẽ vào cuộc chiến thương mại toàn cầu nhằm bảo vệ thị trường nội địa khỏi sự cạnh tranh gay gắt từ hàng hóa Trung Quốc. Ngoài xe điện, Canada còn có kế hoạch áp đặt mức thuế bổ sung 25% đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc, dự kiến có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10. Điều này không chỉ ảnh hưởng lớn đến thị trường công nghiệp Canada, mà còn gây áp lực nặng nề lên các nhà sản xuất thép và nhôm của Trung Quốc, một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của nước này. 3. EU cũng gia tăng các biện pháp thuế đối với Trung Quốc. Trong khi Mỹ và Canada tăng thuế mạnh mẽ đối với hàng hóa Trung Quốc, Liên minh châu Âu EU cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Mặc dù EU đã hạ mức thuế đề xuất đối với xe điện Tesla nhập khẩu được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng EU vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt thuế quan đối với xe điện Trung Quốc từ tháng 7. Cụ thể, Ủy ban châu Âu đã thông báo sẽ áp thêm thuế lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm giảm thiểu sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Trung Quốc trên thị trường châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc EU đang tìm cách bảo vệ các nhà sản xuất xe điện trong nước và hạn chế sự bành trướng của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc tại châu Âu. Cuộc chiến bắt đầu từ khi nào? Việc áp thuế mạnh lên các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc như xe điện, pin và thép nhôm có thể xem là một đòn trừng phạt bồi thêm sau hàng loạt các biện pháp trước đó mà Mỹ và phương Tây đã áp đặt nhằm vào Trung Quốc. Những động thái này là một phần trong chuỗi các chính sách thương mại và trừng phạt kinh tế của Mỹ và phương Tây nhắm vào Bắc Kinh trong nhiều năm qua, chủ yếu xuất phát từ các lo ngại về thương mại không công bằng, cạnh tranh kinh tế và vấn đề an ninh quốc gia. Dưới đây là một số đòn trừng phạt trước đó. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc
Bắt đầu vào năm 2018, dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thực hiện thương mại không công bằng, bao gồm việc đánh cắp sở hữu trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ bất chính cho các doanh nghiệp nhà nước. Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt như áp thuế lên đến 25% đối với hàng trăm tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm máy móc, thiết bị điện tử, đồ gia dụng, quần áo và hàng nghìn mặt hàng khác. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên hàng hóa Mỹ như đậu nành, xe hơi và máy bay. Điều này đã làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Mỹ đã siết chặt các quy định về xuất khẩu công nghệ cao và sản phẩm bán dẫn cho Trung Quốc, đặc biệt là nhắm vào các tập đoàn công nghệ lớn như Huawei và ZTE. Cụ thể, Huawei bị đưa vào danh sách đen thương mại của Bộ Thương mại Mỹ từ năm 2019, cấm Huawei mua các linh kiện bán dẫn và công nghệ từ các công ty Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt. Điều này đã gây tổn thất nghiêm trọng cho hoạt động của Huawei trên toàn cầu. Mỹ còn kêu gọi các nước đồng minh ngừng hợp tác với Huawei trong việc phát triển hạ tầng mạng 5G. Điều này gây ra tác động tiêu cực đến chiến lược công nghệ của Trung Quốc. Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận lên nhiều công ty và cá nhân Trung Quốc, bao gồm các tổ chức bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, như trong vấn đề liên quan đến Tân Cương và Hồng Kông. Những biện pháp này gồm cấm các tổ chức tài chính Mỹ hợp tác với các công ty Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, ví dụ như Xinjiang Production and Construction Corp. Hạn chế tiếp cận thị trường tài chính Mỹ đối với các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ May, yêu cầu các công ty này phải tuân thủ quy định minh bạch tài chính nghiêm ngặt. Chính quyền Mỹ và phương Tây đã áp dụng các biện pháp hạn chế đầu tư và thương mại trong các lĩnh vực chiến lược, bao gồm công nghệ, ngăn cản các công ty công nghệ Mỹ hợp tác với Trung Quốc như việc hạn chế đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, robotics và công nghệ năng lượng sạch. Tài chính, Mỹ đã có các biện pháp hạn chế dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào các ngành nhạy cảm ở Mỹ và phương Tây. Mỹ và EU đã áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm phản ứng trước luật an ninh quốc gia Hồng Kông và cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Luật an ninh quốc gia Hồng Kông do Trung Quốc ban hành đã bị Mỹ và các quốc gia phương Tây chỉ trích, dẫn đến các biện pháp cấm vận đối với các quan chức và công ty Trung Quốc tham gia thực thi luật này. Vấn đề Tân Cương, các cáo buộc về việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã dẫn đến việc Mỹ và EU áp dụng các biện pháp cấm vận đối với cá nhân và tổ chức có liên quan đến khu vực này. Tóm lại, các đòn trừng phạt gần đây của Mỹ và phương Tây đối với Trung Quốc, bao gồm tăng thuế nhập khẩu và siết chặt các quy định xuất khẩu công nghệ, là sự tiếp nối của một chuỗi dài các biện pháp mà Mỹ và phương Tây đã thực hiện trong suốt nhiều năm. Mục tiêu chính của các biện pháp này là kiềm chế sự phát triển kinh tế và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời bảo vệ lợi ích chiến lược của các quốc gia phương Tây. Đó chính là một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện mà phương Tây và Mỹ đối đầu với Trung Quốc. Vậy chiến tranh thương mại là gì? Cuộc chiến này khốc liệt như thế nào? Chúng ta cũng nên dành ít phút để hiểu rõ bản chất của chiến tranh thương mại, để giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về chiến tranh thương mại. Chiến tranh thương mại là một tình huống trong đó các quốc gia áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại như thuế quan, hạn ngạch hoặc các rào cản phi thuế quan khác nhằm bảo vệ nền kinh tế nội địa của mình khỏi sự cạnh tranh từ nước ngoài. Mục tiêu chính của chiến tranh thương mại là giảm bớt thâm hụt thương mại, tăng cường sản xuất trong nước và bảo vệ việc làm trong nước. Tuy nhiên, nó thường gây ra sự căng thẳng trong quan hệ quốc tế và có thể dẫn đến hậu quả kinh tế tiêu cực cho cả hai bên tham gia. Các biện pháp đối phó trong chiến tranh thương mại. 1. Đáp trả bằng thuế quan, retaliatory tariffs. Ở quốc gia bị áp thuế, có thể đáp trả bằng cách áp dụng thuế quan tương tự đối với hàng hóa từ nước gây chiến. Đây là phản ứng phổ biến trong chiến tranh thương mại. Ở ví dụ, khi Mỹ áp đặt thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc đã đáp trả bằng cách áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. 2. Kiện lên các tổ chức quốc tế, International Arbitration. Các quốc gia có thể kiện quốc gia gây chiến lên các tổ chức thương mại quốc tế như Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. WTO có thể điều tra và yêu cầu bên áp đặt các biện pháp phi pháp rút lại. Ví dụ, EU đã kiện Mỹ lên WTO liên quan đến việc trợ cấp bất hợp pháp cho Boeing. 3. Đa dạng hóa nguồn cung,
Diversifying Supplies. Quốc gia bị áp đặt biện pháp thương mại có thể tìm các đối tác khác để nhập khẩu thay thế, giảm sự phụ thuộc vào quốc gia gây chiến. Điều này giúp giảm thiểu tác động của các biện pháp hạn chế. Ở ví dụ, sau chiến tranh thương mại với Mỹ, Trung Quốc đã tìm cách tăng cường nhập khẩu nông sản từ các nước khác như Brazil. Bom thúc đẩy sản xuất trong nước, domestic production boosting. Ô để đối phó với sự thiếu hụt hàng hóa nhập khẩu do chiến tranh thương mại, quốc gia bị ảnh hưởng có thể tăng cường sản xuất trong nước, khuyến khích doanh nghiệp trong nước phát triển. Ô ví dụ, trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Trung Quốc, Mỹ đã đầu tư mạnh vào sản xuất chất bán dẫn để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. 5. Đàm phán thương mại song phương, bilateral relations. Một biện pháp đối phó hiệu quả là quốc gia bị áp đặt các biện pháp thương mại có thể tham gia đàm phán với quốc gia gây chiến để tìm ra giải pháp thương mại công bằng hơn, giảm thiểu tổn thất cho cả hai bên. Ở ví dụ, Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng đàm phán để giải quyết các mâu thuẫn trong chiến tranh thương mại vào cuối thập niên 2010. 6. Phát triển thị trường nội địa, developing domestic markets. Khi gặp khó khăn trong việc xuất khẩu, quốc gia bị ảnh hưởng có thể tập trung phát triển thị trường nội địa để bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ thị trường quốc tế. Ví dụ, sau lệnh cấm vận dầu mỏ từ OPEC, các nước phương Tây đã phát triển ngành công nghiệp năng lượng trong nước và khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Hậu quả chung của chiến tranh thương mại. Thiệt hại kinh tế toàn cầu. Chiến tranh thương mại có thể làm giảm thương mại quốc tế, làm giảm hiệu quả sản xuất và tăng giá hàng hóa, tăng chi phí cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng trong nước thường phải chịu thiệt hại do giá cả hàng hóa nhập khẩu tăng cao, giảm năng suất và khả năng cạnh tranh. Khi doanh nghiệp trong nước bị bảo hộ quá mức, họ có thể thiếu động lực để cải thiện chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất, khiến nền kinh tế kém cạnh tranh hơn trên trường quốc tế. Việc hiểu rõ các biện pháp thường sử dụng trong chiến tranh thương mại và hậu quả của nó giúp ta nhận diện rõ hơn tình hình hiện tại của cuộc chiến Mỹ-Trung hiện nay. Vậy sau hàng loạt các biện pháp cứng rắn của Mỹ và châu Âu, Trung Quốc sẽ làm gì? Liệu Trung Quốc còn hổ báo như trước đây hay không? Mời các bạn xem tiếp video này nhé! Phần 2. Tác động của những biện pháp áp thuế từ phương Tây. Tác động đối với nền kinh tế Trung Quốc. Các biện pháp thuế quan liên tiếp từ Mỹ, Canada và EU đã gây tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Trung Quốc. Một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là ngành công nghiệp xe điện, vốn là ngành mà Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ và có kế hoạch dẫn đầu toàn cầu. Ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc là quốc gia sản xuất và xuất khẩu xe điện lớn nhất thế giới, với nhiều hãng xe nổi tiếng như BYD, NIO và XPeng. Tuy nhiên, với việc Mỹ áp thuế 100% và Canada, EU áp các mức thuế cao đối với xe điện Trung Quốc, các nhà sản xuất Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh ở các thị trường quan trọng này. Điều này có thể dẫn đến việc sụt giảm doanh thu và làm suy yếu sự phát triển của các hãng xe điện Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Ngành công nghiệp thép và nhôm. Tương tự, ngành công nghiệp thép và nhôm của Trung Quốc cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các biện pháp thuế quan của Mỹ, Canada và EU. Điều này khiến Trung Quốc mất đi vị thế là nhà cung cấp lớn của các sản phẩm thép và nhôm cho các thị trường quốc tế lớn. Với tình hình này, nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về xuất khẩu và sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế, đặc biệt so với giai đoạn phát triển bùng nổ trong 2 năm trước. Điều này buộc Bắc Kinh phải tìm cách đối phó với những thách thức trong môi trường thương mại toàn cầu ngày càng khắc nghiệt. Dù Bắc Kinh đã có động thái khởi xướng cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với Canada sau khi nước này áp thuế 100% lên xe điện sản xuất tại Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng thực tế là Trung Quốc không đủ khả năng tiến hành một cuộc chiến thương mại toàn diện. Những thách thức kinh tế đang đè nặng lên nền kinh tế Trung Quốc hiện nay khiến cho khả năng tham gia vào cuộc xung đột kinh tế kéo dài trở nên bất khả thi. 1. Tình hình kinh tế Trung Quốc không khả quan. Tiến sĩ Chen Bo, giáo sư kinh tế tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhận định rằng tình trạng kinh tế hiện tại của Trung Quốc không thuận lợi để đối phó với các biện pháp trừng phạt từ phương Tây. Bắc Kinh hiểu rõ rằng các cuộc chiến thương mại có thể gây tốn kém và không có lợi cho bất kỳ bên nào tham gia.
Một cuộc chiến thương mại với bất kỳ nền kinh tế lớn nào, đặc biệt là Liên minh châu Âu, EU, sẽ là trò chơi mà tất cả cùng thua, theo lời của tiến sĩ Chen. So với hai năm trước, nền kinh tế Trung Quốc yếu hơn nhiều. Giáo sư luật Henry Gao từ Đại học Quản lý Singapore cũng cho rằng Trung Quốc có thể không chịu đựng nổi các tác động tiêu cực từ các biện pháp trả đũa. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang trải qua nhiều biến động, Trung Quốc không muốn đẩy cao căng thẳng kinh tế và rủi ro bị tổn thất nghiêm trọng. 2. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn kỳ vọng. Nền kinh tế Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 5% trong năm 2023. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những kết quả thấp hơn kỳ vọng. Trong quý 2 của năm, GDP chỉ tăng 4,7%, thấp hơn so với quý 1 với mức 5,3%. Điều này gây ra nhiều lo ngại về khả năng duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh vào tháng 8 năm 2023, nhưng tốc độ tăng này chủ yếu do các nhà sản xuất đẩy nhanh tiến độ giao hàng trước khi các mức thuế mới được áp dụng. Tuy nhiên, số liệu nhập khẩu của Trung Quốc lại không đạt được kỳ vọng, cho thấy sự mất cân đối trong cán cân thương mại, đồng thời tạo áp lực lớn lên kinh tế nội địa. 3. Mối quan hệ kinh tế Trung Quốc-EU. Mặc dù tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây vẫn tiếp diễn, có một số yếu tố tích cực trong quan hệ giữa Trung Quốc và EU. EU đã có sự đầu tư đáng kể vào lĩnh vực xe năng lượng mới, NEV của Trung Quốc, với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz. Tiến sĩ Chen Bo cho rằng điều này có thể tạo ra cơ hội để hai nền kinh tế tìm ra cách giảm bớt căng thẳng và đạt được những thỏa thuận hợp tác. EU có thể tiếp tục áp dụng một số loại thuế đối với xe điện Trung Quốc, trong khi Trung Quốc có thể cam kết giảm trợ cấp cho các ngành sản xuất xe điện và cho phép các sản phẩm nông nghiệp từ EU vào thị trường Trung Quốc mà không phải đối mặt với các thuế phạt. 4. Căng thẳng kéo dài giữa Trung Quốc và Canada. Trái ngược với tiềm năng hòa hoãn với EU, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada lại đang ở trong trạng thái thẳng kéo dài. Vụ bắt giữ giám đốc tài chính của Huawei, Mạnh Vãn Chu vào năm 2018, theo yêu cầu của Mỹ, đã đánh dấu sự suy giảm trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Ngay cả khi Trung Quốc có ý định trả đũa bằng việc điều tra các hành vi chống phân biệt đối xử, các nhà phân tích vẫn không lạc quan về khả năng hàn gắn mối quan hệ này. Nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại ngân hàng Natixis, Alicia Garcia Herrero, cho rằng Trung Quốc không có khả năng trả đũa mạnh mẽ vì sức mạnh kinh tế của Canada vượt trội. Điều này khiến Trung Quốc phải thận trọng trong các bước đi đối với quốc gia Bắc Mỹ này. Những thách thức kinh tế nội tại của Trung Quốc, các biện pháp trừng phạt từ phương Tây không chỉ là mối đe dọa bên ngoài mà Trung Quốc phải đối mặt. Nội tại nền kinh tế Trung Quốc cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch COVID-19. Trung Quốc đang phải đối mặt với nợ công gia tăng, đặc biệt là nợ của các chính quyền địa phương. Nhiều chính quyền địa phương đã tăng cường vay nợ để thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng điều này khiến gánh nặng nợ công ngày càng lớn. Bong bóng bất động sản là một vấn đề khác đang gây lo ngại, với nhiều dự án bất động sản không bán được, gây ra tác động tiêu cực đến các công ty xây dựng và ngân hàng. Trung Quốc đang trải qua quá trình lão hóa dân số. Điều này có nghĩa là lực lượng lao động của quốc gia đang giảm dần, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sản xuất và tiêu dùng. Đồng thời, sự cạnh tranh khốc liệt từ các nền kinh tế khác trong khu vực châu Á cũng đặt ra thách thức lớn cho Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và các vấn đề liên quan đến an ninh kinh tế, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm sút đáng kể. Các công ty quốc tế đang tỏ ra thận trọng hơn khi đầu tư vào Trung Quốc do lo ngại về những rủi ro từ chính sách và quan hệ quốc tế. Điều này đã làm giảm dòng vốn đầu tư vào các ngành quan trọng như công nghệ và sản xuất. Phần 3. Trung Quốc sẽ ứng phó như thế nào? Một câu hỏi lớn được đặt ra là tại sao Trung Quốc không phản đòn mạnh đối với các biện pháp thuế quan từ các nước phương Tây. Trung Quốc có thể trả đũa bằng cách tăng thuế quan hoặc cấm vận các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Canada và EU, nhưng thực tế họ đã không làm điều này ở mức độ tương xứng. Trung Quốc đã không có những phản ứng quá mạnh mẽ đối với các động thái gần đây của Mỹ và phương Tây, mặc dù có nhiều biện pháp trừng phạt và áp lực kinh tế đang gia tăng.
Sự kiềm chế này xuất phát từ nhiều lý do chiến lược, kinh tế và chính trị. Dưới đây là những nguyên nhân chính khiến Trung Quốc không phản ứng mạnh với những động thái của Mỹ và phương Tây. 1. Giữ ổn định kinh tế nội địa. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc hiện nay là duy trì sự ổn định kinh tế trong nước. Nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức như tăng trưởng chậm lại, nợ doanh nghiệp cao và thị trường bất động sản bất ổn. Nếu Trung Quốc phản ứng mạnh với Mỹ và phương Tây bằng cách áp đặt các biện pháp trả đũa, điều này có thể gây ra sự mất ổn định kinh tế lớn hơn. Trung Quốc có sự phụ thuộc vào thị trường phương Tây, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, về thương mại và đầu tư. Việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trả đũa cứng rắn sẽ làm tổn hại đến các ngành công nghiệp xuất khẩu, gây thêm áp lực cho các doanh nghiệp nội địa và làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn đã gặp khó khăn. 2. Phát triển quan hệ thương mại mới. Trung Quốc đang nỗ lực phát triển quan hệ thương mại với các khu vực khác ngoài Mỹ và phương Tây, chẳng hạn như Đông Nam Á, Châu Phi và các quốc gia đang phát triển. Điều này được thể hiện qua sáng kiến Vành đai và Con đường, BRE, và các hiệp định thương mại đa phương như RCEP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Bằng cách tập trung vào việc mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác mới, Trung Quốc có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ và châu Âu, đồng thời tạo ra các cơ hội mới cho xuất khẩu và đầu tư. Phản ứng quá mạnh mẽ với phương Tây có thể làm gián đoạn các nỗ lực này và làm mất đi cơ hội phát triển với các đối tác khác. 3. Tránh leo thang căng thẳng địa chính trị. Trung Quốc có mục tiêu dài hạn là duy trì ổn định khu vực và tăng cường vị thế toàn cầu của mình thông qua phát triển kinh tế và ngoại giao. Nếu Trung Quốc phản ứng quá mạnh với Mỹ và phương Tây, điều này có thể dẫn đến leo thang căng thẳng địa chính trị, thậm chí có nguy cơ dẫn đến xung đột. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khu vực, chẳng hạn như vấn đề Đài Loan, Biển Đông và sự cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để tránh bị cô lập và đối diện với sự thù địch từ nhiều hướng, Trung Quốc phải tỏ ra kiềm chế trong các phản ứng với Mỹ và phương Tây nhằm giữ gìn vị thế ngoại giao của mình. 4. Chiến lược chờ đợi và cải thiện quan hệ. Một chiến lược mà Trung Quốc thường sử dụng trong quan hệ quốc tế là chờ đợi thời cơ và duy trì sự kiên nhẫn. Trung Quốc có thể đang tính toán rằng các tình huống kinh tế và chính trị tại Mỹ và phương Tây có thể thay đổi theo thời gian. Điều này bao gồm khả năng thay đổi chính sách dưới các chính quyền mới tại Mỹ, hoặc việc Mỹ và châu Âu phải đối mặt với các vấn đề nội bộ khiến họ giảm bớt sự chú ý đến Trung Quốc. Bằng cách không phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức, Trung Quốc có thể giữ mở các cơ hội cho việc cải thiện quan hệ với phương Tây trong tương lai. Điều này cho phép Trung Quốc tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và địa chính trị dài hạn mà không phải đối mặt với những rủi ro không cần thiết. 5. Đối phó bằng cách tăng cường tự lực. Trung Quốc đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ và chuỗi cung ứng từ Mỹ và phương Tây, và thay vào đó, tập trung vào việc tự chủ về công nghệ và phát triển thị trường nội địa. Chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ các chương trình như Made in China 2025 và các kế hoạch phát triển công nghệ nội địa nhằm đạt được sự độc lập về công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, AI và năng lượng tái tạo. Thay vì phản ứng mạnh mẽ với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, Trung Quốc đang tập trung vào việc xây dựng năng lực nội tại. Việc phản ứng quá đà có thể gây ra sự gián đoạn trong các ngành công nghiệp đang phát triển và làm suy yếu các nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc. 6. Ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Phản ứng mạnh mẽ của Trung Quốc có thể dẫn đến sự trả đũa từ phía phương Tây, khiến các doanh nghiệp Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường toàn cầu. Nhiều công ty Trung Quốc hiện đang phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu, và việc bị hạn chế trong tiếp cận các thị trường này sẽ gây thiệt hại lớn. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt công nghệ từ Mỹ đã gây áp lực lớn đối với các công ty như Huawei và nhiều doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ khác của Trung Quốc. Một phản ứng mạnh mẽ có thể dẫn đến việc phương Tây mở rộng các biện pháp hạn chế, gây ra tổn thất lớn hơn cho các doanh nghiệp này. 7. Tăng cường quan hệ với các quốc gia khác. Thay vì đối đầu trực diện với Mỹ và phương Tây, Trung Quốc đang chuyển hướng sang tăng cường quan hệ với các cường quốc khác như Nga, Ấn Độ và các quốc gia đang phát triển. Việc củng cố các liên minh chiến lược này
sẽ giúp Trung Quốc đối phó với các biện pháp trừng phạt mà không phải trực tiếp phản ứng với phương Tây. Ví dụ, mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng và an ninh, đã giúp Trung Quốc có thêm nguồn lực và sự ủng hộ trong các diễn đàn quốc tế. Điều này cho phép Trung Quốc duy trì sức ảnh hưởng toàn cầu mà không phải đối đầu mạnh mẽ với phương Tây. Như vậy, Bắc Kinh đang phải đối mặt với một loạt thách thức từ cả bên ngoài lẫn bên trong, và việc trả đũa mạnh mẽ đối với các biện pháp trừng phạt của phương Tây dường như không phải là giải pháp khả thi trong thời điểm hiện tại. Bằng cách giữ kiên nhẫn và tránh đối đầu trực tiếp, Trung Quốc có thể chuẩn bị tốt hơn cho các thách thức dài hạn và duy trì sự cạnh tranh trên trường quốc tế. Phần 4. Liệu Trung Quốc có rơi vào khủng hoảng kinh tế sau những biện pháp của phương Tây? Nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ đối diện với những thách thức nghiêm trọng do các biện pháp trừng phạt kinh tế từ Mỹ và các quốc gia phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại, địa chính trị và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực công nghệ và an ninh quốc phòng. Việc Mỹ và các nước đồng minh tăng cường các biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến những hệ lụy không nhỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng liệu điều này có dẫn đến một cuộc khủng hoảng lớn hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Các yếu tố có thể gây ra khủng hoảng. 1. Trừng phạt công nghệ và chuỗi cung ứng. Một trong những lĩnh vực mà Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng nặng nề là công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất chip và các thiết bị bán dẫn. Mỹ đã đưa ra các biện pháp cấm vận nhắm vào việc hạn chế Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến, bao gồm các thiết bị, phần mềm và linh kiện liên quan đến sản xuất bán dẫn. Điều này sẽ cản trở sự phát triển của các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc, vốn đang là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Nếu Mỹ và các nước phương Tây tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực này, Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc phát triển các ngành công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, AI, viễn thông, 5G và năng lượng tái tạo. Điều này có thể làm chậm lại quá trình công nghiệp hóa và chuyển đổi số của nền kinh tế Trung Quốc, đe dọa đến khả năng cạnh tranh toàn cầu của họ. 2. Suy giảm xuất khẩu. Trung Quốc là một trong những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào xuất khẩu, đặc biệt là sang các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu. Nếu các biện pháp trừng phạt thương mại gia tăng, bao gồm thuế quan cao hơn và các hạn chế xuất khẩu, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng trong hoạt động thương mại quốc tế. Điều này có thể dẫn đến việc giảm doanh thu từ xuất khẩu, ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp lớn như sản xuất điện tử, dệt may và sản phẩm tiêu dùng. Các doanh nghiệp Trung Quốc có thể phải đối mặt với việc mất thị phần trên thị trường quốc tế và khó khăn trong việc duy trì chuỗi cung ứng. Sự suy giảm trong xuất khẩu sẽ kéo theo giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp trong nước. 3. Sức ép từ hệ thống tài chính. Trung Quốc hiện đang đối mặt với một số vấn đề nội tại trong hệ thống tài chính, đặc biệt là nợ công và nợ doanh nghiệp. Nếu các biện pháp trừng phạt của phương Tây làm suy yếu xuất khẩu và gây áp lực lên các ngành công nghiệp, điều này có thể khiến các doanh nghiệp lớn và nhỏ phải đối mặt với nguy cơ phá sản, đồng thời gia tăng áp lực lên hệ thống tài chính quốc gia. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một thị trường bất động sản đầy rủi ro, với nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn gặp khó khăn về nợ nần. Nếu sự suy thoái kinh tế tiếp tục và bị làm trầm trọng hơn bởi các biện pháp trừng phạt, thị trường bất động sản có thể sụp đổ, gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính lớn. 4. Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự phụ thuộc của các nước phương Tây vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc đang giảm dần khi nhiều doanh nghiệp tìm cách chuyển dịch sản xuất sang các khu vực khác như Đông Nam Á, Ấn Độ và Mexico để giảm rủi ro. Việc mất đi vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của Trung Quốc. Nếu xu hướng này tiếp tục, nền kinh tế Trung Quốc sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh như trong các thập kỷ qua. Hơn nữa, điều này sẽ làm giảm năng lực của Trung Quốc trong việc tận dụng lợi thế cạnh tranh về chi phí lao động và cơ sở hạ tầng sản xuất. Khả năng Trung Quốc đối phó với khủng hoảng. Dù đối diện với nhiều rủi ro, Trung Quốc cũng có một số biện pháp và lợi thế để đối phó với các đòn trừng phạt từ phương Tây. 1. Thị trường nội địa khổng lồ. Trung Quốc có một thị trường nội địa lớn với hơn 1,4 tỷ dân.
Điều này tạo ra tiềm năng tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ khổng lồ trong nước, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào xuất khẩu. Chính phủ Trung Quốc đã triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển các ngành dịch vụ để tạo ra nguồn tăng trưởng bền vững hơn. 2. Sự phát triển của các thị trường mới. Trung Quốc đang tăng cường mối quan hệ thương mại với các khu vực như Đông Nam Á, Châu Phi và Trung Đông. Sáng kiến Vành đai và con đường BRE của Trung Quốc là một trong những chiến lược quan trọng nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại với các quốc gia đang phát triển. Việc phát triển các mối quan hệ kinh tế với các thị trường này có thể giúp Trung Quốc giảm bớt sự phụ thuộc vào phương Tây, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng trong dài hạn. 3. Khả năng tự chủ công nghệ. Trung Quốc đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và viễn thông. Mặc dù còn gặp nhiều thách thức, Trung Quốc có tiềm năng phát triển công nghệ nội địa để giảm bớt sự phụ thuộc vào công nghệ từ phương Tây. Hơn nữa, Trung Quốc đang tập trung vào việc xây dựng các liên minh công nghệ với các quốc gia như Nga và các nước đang phát triển khác để đảm bảo rằng họ không bị cô lập trong lĩnh vực này. 4. Dự trữ ngoại hối và chính sách tài khóa. Trung Quốc có một lượng dự trữ ngoại hối lớn, giúp nước này có khả năng đối phó với các cú sốc tài chính bên ngoài. Chính phủ Trung Quốc cũng có khả năng điều chỉnh chính sách tài khóa và tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt. Mặc dù các biện pháp trừng phạt từ Mỹ và phương Tây có thể gây ra những tác động tiêu cực lớn đối với nền kinh tế Trung Quốc, dẫn đến sự suy giảm xuất khẩu, suy yếu chuỗi cung ứng và các thách thức nội tại trong hệ thống tài chính, nhưng khả năng Trung Quốc gặp khủng hoảng toàn diện là thấp trong ngắn hạn. Trung Quốc vẫn có nhiều công cụ và lợi thế để đối phó với các cú sốc kinh tế, bao gồm thị trường nội địa lớn, dự trữ ngoại hối mạnh mẽ và sự phát triển công nghệ. Tuy nhiên, trong dài hạn, sự phụ thuộc vào khả năng tự chủ công nghệ và các mối quan hệ thương mại mới sẽ quyết định liệu Trung Quốc có thể vượt qua các thách thức này và duy trì sự tăng trưởng kinh tế bền vững hay không. Phần 5. Tại sao lần này Trung Quốc không phản ứng mạnh? Những biện pháp trừng phạt gần đây là đòn chí mạng vào chiến lược Made in China 2025 của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thể hiện sự kiềm chế và không có những phản ứng mạnh mẽ đối với các động thái gần đây của Mỹ và phương Tây trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và địa chính trị. Có một số nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc giữ vững lập trường này bất chấp các hành động từ phía đối thủ. Dưới đây là những nguyên nhân chính giải thích cho sự kiềm chế của Trung Quốc. 1. Phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế. Một trong những lý do chính khiến Trung Quốc không thể phản ứng quá mạnh là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh tế Trung Quốc và phương Tây, đặc biệt là với Mỹ và Liên minh châu Âu. Dù có những căng thẳng về chính trị và thương mại, Mỹ và EU vẫn là các đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc. Xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Trung Quốc vẫn cần thị trường tiêu thụ từ Mỹ và phương Tây để duy trì sự phát triển kinh tế. Việc gia tăng xung đột hoặc áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ có thể làm tổn thương nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là khi nước này vẫn đang phục hồi sau tác động của đại dịch COVID-19. Đầu tư vào công nghệ. Dù có nỗ lực tự chủ về công nghệ, Trung Quốc vẫn cần nguồn cung cấp linh kiện, công nghệ cao từ các công ty phương Tây. Nếu phản ứng quá mạnh, Trung Quốc có thể tự cô lập mình trong các lĩnh vực quan trọng như công nghệ viễn thông, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. 2. Chiến lược kiên nhẫn và dài hạn. Trung Quốc có một chiến lược đối ngoại mang tính kiên nhẫn, tập trung vào việc đạt được mục tiêu dài hạn hơn là phản ứng nhanh với các vấn đề tức thời. Không muốn làm gián đoạn sự phát triển dài hạn, Trung Quốc đang theo đuổi nhiều dự án kinh tế dài hạn, trong đó có sáng kiến Vành đai và con đường, BRE, một chiến lược tăng cường ảnh hưởng của mình trên toàn cầu. Một phản ứng mạnh mẽ với phương Tây có thể gây ra các rủi ro không cần thiết và làm chậm lại những kế hoạch dài hạn của Trung Quốc. Tư duy chiến lược truyền thống. Trung Quốc thường xuyên áp dụng tư duy chiến lược truyền thống, theo đó, việc thể hiện kiên nhẫn và tránh xung đột trực tiếp có thể mang lại lợi ích lớn hơn về sau. Trung Quốc tin rằng thời gian và sự kiên nhẫn có thể giúp họ đạt được các mục tiêu chiến lược mà không cần phải đối đầu trực tiếp với Mỹ và phương Tây. 3. Đánh giá cao ổn định nội bộ. Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức nội tại như nợ công, suy giảm tăng trưởng,
và các vấn đề xã hội. Chính quyền Trung Quốc không muốn tạo ra thêm áp lực từ bên ngoài, làm gia tăng sự bất ổn trong nước. Ổn định kinh tế nội địa. Chính phủ Trung Quốc đặt sự ổn định nội bộ lên hàng đầu. Nếu đáp trả mạnh mẽ với Mỹ và phương Tây, Trung Quốc có thể đối mặt với các biện pháp trả đũa thương mại hoặc cấm vận, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế. Việc duy trì một thái độ kiềm chế giúp Trung Quốc tránh được các cú sốc kinh tế bất ngờ. Kiểm soát xã hội. Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức trong quản lý xã hội và kinh tế, đặc biệt là bất động sản và thị trường lao động. Các phản ứng quá mạnh mẽ có thể gây ra lo ngại trong dân chúng và gây ra sự bất ổn xã hội, điều mà Trung Quốc cố gắng tránh bằng mọi giá. 4. Tránh tạo cớ cho liên minh chống Trung Quốc. Trung Quốc nhận thức rõ rằng các hành động quyết liệt và thái quá có thể tạo điều kiện cho Mỹ và phương Tây củng cố thêm liên minh đối phó với Trung Quốc. Đoàn kết các nước phương Tây. Nếu Trung Quốc có những động thái quá mạnh, điều này có thể tạo cớ để Mỹ và các nước phương Tây đoàn kết chặt chẽ hơn và tạo ra một liên minh quốc tế rộng lớn để đối phó với Trung Quốc. Bắc Kinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ linh hoạt và tránh xung đột trực diện có thể gây nguy hiểm cho vị thế của mình. Ảnh hưởng ngoại giao với các quốc gia khác. Trung Quốc đang xây dựng mối quan hệ với nhiều quốc gia đang phát triển thông qua các chương trình đầu tư như BRI. Họ không muốn hình ảnh của mình bị hủy hoại bởi các hành động đối đầu mạnh mẽ, khiến các nước đối tác lo ngại và giảm mức độ hợp tác. 5. Chiến thuật, cây gậy và củ cà rốt. Trung Quốc thường sử dụng cách tiếp cận mềm mỏng hơn trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kết hợp giữa các biện pháp kinh tế và ngoại giao. Thỏa hiệp có chọn lọc. Trung Quốc đã thể hiện khả năng linh hoạt và nhượng bộ có tính toán trong các vấn đề quốc tế để tránh xung đột không cần thiết. Việc phản ứng mạnh có thể làm xấu đi mối quan hệ với Mỹ và phương Tây, làm giảm cơ hội đàm phán và đạt được các thỏa thuận có lợi trong tương lai. Sử dụng các biện pháp kinh tế. Trung Quốc đã chọn sử dụng các biện pháp kinh tế thay vì quân sự hoặc đối đầu chính trị trực tiếp. Các biện pháp này bao gồm đầu tư chiến lược vào các khu vực khác trên thế giới và duy trì mối quan hệ thương mại linh hoạt với các quốc gia đối tác để bảo vệ lợi ích của mình mà không phải đối đầu công khai. 6. Tránh xung đột quân sự không cần thiết. Cuối cùng, Trung Quốc nhận thức được rằng một cuộc đối đầu quân sự với Mỹ và các đồng minh phương Tây là không có lợi và có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho cả hai bên. Sức mạnh quân sự. Dù Trung Quốc đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào quân đội và quốc phòng, nước này vẫn không muốn tiến đến mức leo thang xung đột quân sự với Mỹ. Trung Quốc biết rằng một cuộc đối đầu trực tiếp có thể gây tổn thất lớn không chỉ về mặt quân sự mà còn về kinh tế và ngoại giao. Tránh rủi ro xung đột khu vực. Các vấn đề như Biển Đông, Đài Loan và quan hệ với Nhật Bản là những vấn đề tiềm tàng có thể leo thang thành xung đột. Bằng cách kiềm chế phản ứng mạnh mẽ trước Mỹ và phương Tây, Trung Quốc tránh tạo ra lý do để các khu vực này trở thành điểm nóng xung đột quân sự. Trung Quốc không phản ứng mạnh với các động thái của Mỹ và phương Tây trong thời gian gần đây vì họ muốn tránh những hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế, ổn định nội bộ và hình ảnh quốc tế của mình. Chiến lược kiềm chế tập trung vào lợi ích dài hạn và tránh đối đầu trực tiếp là cách Trung Quốc duy trì vị thế toàn cầu của mình trong một bối cảnh đầy thách thức và bất ổn. Phần 6. Đông Nam Á được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Trung Quốc và phương Tây. Đông Nam Á có thể đóng vai trò như một bãi đáp cho các công ty Trung Quốc khi phải đối mặt với sự gia tăng các cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây, nhưng khu vực này cũng sẽ trải qua những tác động hai mặt, cả cơ hội lẫn thách thức. Với những lợi ích và khó khăn trong bối cảnh này, các nước ASEAN sẽ có những động lực và phản ứng khác nhau tùy vào tình hình kinh tế, thương mại và chính trị của mỗi quốc gia. Lợi ích tiềm năng cho Đông Nam Á. 1. Sự gia tăng đầu tư và di chuyển sản xuất. Một trong những lợi ích lớn nhất mà Đông Nam Á có thể thu được từ cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây là việc di chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang khu vực này. Các công ty nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp châu Âu và Bắc Mỹ, có thể cân nhắc việc chuyển một phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh các mức thuế cao mà Trung Quốc có thể phải đối mặt. ASEAN, với vị trí địa lý thuận lợi và chi phí sản xuất thấp hơn so với Trung Quốc, trở thành lựa chọn tự nhiên để mở rộng chuỗi cung ứng. Những quốc gia như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia
đã và đang hưởng lợi từ sự dịch chuyển sản xuất này trong vài năm gần đây. Các lĩnh vực như điện tử, dệt may và xe năng lượng mới là những ngành dễ bị ảnh hưởng nhất và có khả năng chuyển dịch sang khu vực ASEAN, mở ra cơ hội việc làm và tăng trưởng kinh tế cho các nước này. 2. Sự gia tăng của thương mại. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN, với kim ngạch thương mại đạt mức kỷ lục 722 tỷ USD vào năm 2022. Nếu các biện pháp trừng phạt và thuế quan từ phương Tây đối với Trung Quốc gia tăng, ASEAN có thể hưởng lợi từ việc trở thành một trung tâm trung gian cho các sản phẩm Trung Quốc được xuất khẩu sang EU và Bắc Mỹ. Giáo sư Warwick Powell từ Đại học Công nghệ Queensland nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc chuyển một phần năng lực sản xuất sang ASEAN để tiếp tục xuất khẩu sang phương Tây có thể mang lại lợi ích về kinh tế cho khu vực. Điều này sẽ giúp tăng cường các mối quan hệ thương mại song phương giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN cũng như mở rộng quy mô của các doanh nghiệp trong khu vực. 3. Tăng cường vai trò của ASEAN trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đông Nam Á, với một số quốc gia có năng lực sản xuất mạnh mẽ như Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, có thể thấy vai trò của mình trong chuỗi cung ứng toàn cầu được mở rộng. Việc các công ty Trung Quốc sử dụng các nước ASEAN như một bãi đáp để tránh các mức thuế cao có thể giúp các nước trong khu vực này nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Giáo sư Chen Bo từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung cho biết, trong tương lai, nhiều sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc, bao gồm xe điện, có thể được xuất khẩu từ các nhà máy sản xuất tại Đông Nam Á sang châu Âu và Mỹ, thay vì trực tiếp từ Trung Quốc. Thách thức đối với các nước ASEAN. Một nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh. Dù việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang ASEAN mang lại nhiều lợi ích, nó cũng có thể gây ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Một số quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như Thái Lan và Malaysia, đã bày tỏ lo ngại về việc các sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa. Thái Lan đã đưa ra cảnh báo về sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất trong nước và các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may và sản xuất công nghiệp của Thái Lan đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ, chất lượng thấp từ Trung Quốc, dẫn đến khả năng mất thị phần và lao động bị sa thải. Tương tự, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, cũng đang cân nhắc áp dụng các biện pháp thuế cao đối với hàng dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Đây là những phản ứng điển hình của các nước khi đối diện với làn sóng sản phẩm giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào thị trường. 2. Rủi ro từ các biện pháp trả đũa. Các quốc gia ASEAN mặc dù có thể hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Trung Quốc, phương Tây, nhưng cũng phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng gián tiếp từ các biện pháp trả đũa. Ví dụ, nếu EU hoặc Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với các sản phẩm từ ASEAN được sản xuất bởi các công ty Trung Quốc hoặc có liên quan đến chuỗi cung ứng Trung Quốc, thì điều này có thể gây tổn thất lớn cho các nước Đông Nam Á. Malaysia chẳng hạn đã bắt đầu mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng nhựa nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia đã đưa ra các biện pháp tạm thời để bảo vệ thị trường nội địa khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh. 3. Áp lực về cơ sở hạ tầng. Việc dịch chuyển các cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang ASEAN có thể đẩy khu vực này vào tình trạng quá tải về cơ sở hạ tầng. Các nước như Việt Nam và Thái Lan, mặc dù đã đầu tư vào phát triển hạ tầng công nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Tình trạng quá tải trong các khu công nghiệp, vấn đề giao thông và logistics có thể trở thành rào cản đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia ASEAN trong dài hạn. Tác động về mặt chính trị. Một cân bằng giữa Trung Quốc và phương Tây, mặc dù ASEAN có thể hưởng lợi từ việc dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc và tăng cường thương mại với phương Tây, nhưng khu vực này cũng phải đối mặt với áp lực cân bằng giữa hai siêu cường kinh tế. ASEAN có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với cả Trung Quốc và phương Tây, và bất kỳ động thái nào ủng hộ một bên có thể gây ra phản ứng tiêu cực từ bên kia. Indonesia và Việt Nam là những ví dụ điển hình về các quốc gia đang cố gắng giữ cân bằng giữa mối quan hệ với Trung Quốc và các nước phương Tây. Mặc dù muốn thu hút đầu tư từ Trung Quốc, họ cũng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị gia tăng. 2. ASEAN và sự đoàn kết nội khối. Cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây cũng có thể tác động đến sự đoàn kết nội khối của ASEAN.
mỗi quốc gia trong khu vực có mối quan hệ kinh tế và chiến lược khác nhau với Trung Quốc, do đó sẽ có những phản ứng và chính sách khác nhau. Điều này có thể dẫn đến sự phân hóa trong ASEAN, khiến khối này khó đạt được đồng thuận trong các vấn đề kinh tế và chính trị quan trọng. Tóm lại, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và phương Tây có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho Đông Nam Á, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về cạnh tranh, cơ sở hạ tầng và chính trị. Các quốc gia ASEAN sẽ phải đối mặt với bài toán khó khăn về việc làm thế nào để tận dụng những cơ hội mới mà không bị cuốn vào cuộc xung đột thương mại này. Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và chính trị sẽ là chìa khóa giúp khu vực này phát triển bền vững trong bối cảnh địa chính trị ngày càng phức tạp. Như chúng ta đã phân tích trong video hôm nay, Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thách thức lớn từ phía Mỹ và phương Tây, từ các lệnh trừng phạt kinh tế đến căng thẳng thương mại. Tuy nhiên, thay vì phản ứng mạnh mẽ, Trung Quốc đã lựa chọn một chiến lược kiên nhẫn, thận trọng và dài hạn để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Điều này không chỉ giúp nước này duy trì sự ổn định kinh tế nội bộ, mà còn tránh được những xung đột không cần thiết có thể gây ra các hệ quả nghiêm trọng cho khu vực và thế giới. Mỗi nước có một cách tiếp cận riêng trước những thách thức quốc tế, và Trung Quốc đã thể hiện rõ sự ưu tiên cho sự ổn định và phát triển bền vững. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường, việc tiếp tục theo dõi diễn biến quan hệ giữa Trung Quốc, Mỹ và các nước phương Tây sẽ mang lại nhiều bài học quý giá cho các quốc gia khác, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận về những suy nghĩ của bạn đối với chiến lược của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những phân tích mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.